bộ karaoke trên xe ô tô. Những anh em nào mà đang sử dụng xe ô tô, các cái dòng xe màn cảm ứng hoặc là các dòng xe sử dụng màn hình thường ấy, mà muốn hát trên xe thì có thể cân nhắc sang bộ karaoke mới này nhá. Model này mới nhất của năm nay ấy. Đấy, thiết bị sẽ bao gồm là một cái đầu lắp trên xe như thế này và hai tai mic đi kèm nhá. Kết nối với đầu xe qua cổng AUX ở đây. Đầu xe các màn Android hoặc là các cái màn cổ ngày xưa thì anh em sẽ chuyển về cổng AUX cho mình, chính là cổng này này. Đấy, trên đây nhá, cho anh em xem này. Anh em vào đây để chọn. Sau đó là trên điện thoại anh em sẽ bật chức năng Bluetooth lên, bắt Bluetooth của bộ karaoke này. Bộ này gọi là bộ vang số trên xe nhá. Đấy, trên điện thoại sẽ bắt vào đây và anh em sẽ hát trên màn điện thoại. Còn anh em nào muốn hát trên màn ô tô thì phải lắp thêm một bộ nữa. Cắn nâng cấp bộ ấy thì sẽ giới thiệu sau vào những series sau nhé. Còn đây là giới thiệu trước về cho anh em xem, những anh nào có nhu cầu hát hoặc là muốn hát thì có thể lên cân nhắc sang bộ này.